tuần nữa. Một tuần nữa. Ui dồi, còn nhiều thế cơ á? Vâng. Tuần này chắc phải được mấy lít? Anh đoán tôi phải được tầm khoảng 15 lít đấy. Sợ không hết đấy nhỉ? Ừ. Bởi vì tổ đợt trước là mình đoán được 10 lít nhưng mà vẫn hơn 10 lít một tí. Đây các bác ạ, đây là những cái lít mật, những cái sản phẩm của em Cấy và em Quyền đã đi khai thác ở trên rừng già về. Và một cái sản phẩm đầu tay của em Cấy và em Quyền. Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Các bác thân mến, hiện tại thì anh em trong team của A Huân Team và lại A Huân TV đang có mặt ở nền nhà của em Cấy các bác ạ. Theo như hôm qua anh Huân có chia sẻ với các bác ở video trước ấy, thì là hôm nay chính thức là ngày đào nền nhà. Nhưng mà do lý do là ở trong làng này các bác có người mất, cho nên là không có ai tới hộ được. Thì hôm nay thì chắc là có mỗi em Sùng này, là em Cấy nhờ được em Sùng, là có mỗi em Sùng đi xuống đây hộ được em Cấy được các bác. Bây giờ thì hai anh em cuốc nó đi cuốc ở trên kia một tí rồi. Đấy. Là em Yển thì đang làm cán cuốc này các bác. Anh em mình lên thì có mua được xe rùa này, với lại cuốc xẻng ở video trước rồi các bác. Anh em mình mua được hết rồi. Có biết làm không đấy? Lần đầu tiên làm. Hôm nay thì anh Huân có một chút việc ở dưới thị trấn nên là anh Huân không có đi vào trong này cùng anh em mình được các bác ạ. Chỉ có mấy anh em mình đi thôi. Còn anh già thì lại về trên kia để lo việc ở trong thôn rồi các bác. Họp thôn, hình như là họp thôn đấy. Cho hòn đá ở dưới kia. À, hòn đá này đúng không? Da mèo của Cấy còn ấy không? Còn sắc không? Sắc lắm. Hôm nay thì anh em mình không có mua cán cuốc nữa các bác. Ui, như thế không được đâu. Được, bây giờ cho cái gì vào đây? Đây không, bây giờ bác này thì làm cho. Đúng là con gái chưa làm bao giờ các bác ạ. Cái này thì đàn ông con trai thì có làm rồi nhưng mà kinh nghiệm ở đấy. Kinh nghiệm là ở đây đấy. Biết rồi. Ấy cho vào đi để làm cái. Hai anh em thì cứ cuốc ở kia thôi các bác. Anh em mình làm cán cuốc xong thì mấy anh chị em trong team sẽ là đi cùng hai anh em cuốc các bác nhé. Ui, anh ngắn đây sao rồi? Đến đây, đến đây. Bây giờ lấy một cái để quẹt vào đây đúng không? À đúng rồi. Làm xong cán cuốc rồi các bác. Đây là cán cuốc em tự làm nhé. Bạn Nghĩa là không biết làm, em tự làm thôi các bác. Sao có hai anh em làm này? Hả? Ngày hôm nay là phải là cho anh em hỏi khó nhau hút về nhưng mà anh em đi làm ma hết rồi á. Làm ma đúng không? Làm ma thế mấy hôm em mất mấy hôm đấy? Còn mai mới kết thúc làm ma thôi. Thế mai cái kia đúng không? Chưa mai. Ui, cuốc này cuốc sướng lắm, anh cuốc xong làm mấy anh em cào nhá. Thôi hai anh em mình tự san, ba anh em tự san cũng được nhỉ. Yeah. Thế là đi nhờ được Sùng đúng không? Đúng rồi. Cái này thì
phải hẹn từ tối qua rồi mà hôm nay thì không đi đâu. Nói là vừa về thì đi ra hộ em tí cho là anh em kết hợp à? Không phải kết hợp mà là bớt đấy để nói chuyện các chị về cái thời gian qua cái ngày gì gì. Xem là cuộc sống có vợ nó thế nào à? Con thì đi gửi đâu ấy? Con đang gửi rồi. Đi gửi cả tháng đi rồi. Bây giờ đi không? Tối mất. Cao đấy, cuộc sống Quốc anh không cao được. Đấy, để anh Quốc cho. Nóng không đào nhanh mà nhỉ? Trong khoảng 10 người, hôm nay có tầm khoảng 15 người thì hai hôm là xong rồi. Đúng rồi, cần đấy. Hơi mệt các bác. Lâu lắm không cầm cuốc rồi. Thân mà anh lâu lắm không cầm cuốc rồi đấy. Cấy vui chưa? Cấy là quên mất mệt rồi. Chuẩn bị có nhà mới rồi. Chờ. Cái này chả mấy chốc đâu. Nó có nhà mới à? Yển thì vẫn đang loay hoay với cái cán cuốc với cán xẻng các bác. Có thể là cứ cào đất xuống đi. Không là ngày mai sẽ sử dụng xe bò xe rùa sao? Đổ tít dưới kia thì có ba anh em thôi các bác, nên là không kịp được các bác ạ. Cứ tạm làm được bao nhiêu thì mai tuần chưa mai xem anh em họ ra hộ được, đông người nặng nhanh những người một tay làm nhanh. Mày làm nắng to lại như thế càng mệt hơn cơ, chảy ròng ròng. Ít người làm thì hơi mệt một tí các bác. Em Giang chắc phải đi làm lần này em về. Làm lần đầu em cũng mệt mà cảm thấy cũng mệt. Mệt đâu? Kiểu đi lâu đi sướng rồi. Nhưng mà đi dưới kia là không được tiền thôi. Làm là công việc nhẹ thôi đúng không? Đúng rồi. Nếu mà chỉ có ba anh em san đấy các bác. Thân nền nhà này thì chẳng biết là okay, gần đến nửa tháng ấy. Cái tét thì anh em mình có lắp rồi các bác. Lắp xong tét rồi. Còn cái hốc đá trên kia thì đang xem xét lại tình hình nhỉ. Đúng rồi. Mệt quá các bác, nghỉ một tí đó các bác. Các bác thông cảm nhé, em phải nghỉ một tí đó. Không nghỉ không được rồi các bác. Thở dốc rồi. Yển hôm nay mang mình nước không? Hai anh em đào nhá, anh đi uống nước đã. Ăn nước quá. Uống nước đi. Nghỉ uống nước đã. Hai anh em đào tí nữa là lúc nào mệt thì lại nghỉ thôi. Cô mình đào đất không biết là gì luôn. Nhiều khi nghĩ đến cái vui nó chiến thắng cái số buồn rồi. May mà không có người mất ở trong thôn
nhiều người ra hộ lắm. Đúng rồi. Cái này không cũng gọi được nhiều người lắm chứ, nhưng mà gọi là có một số người thì cũng là anh em họ hàng của cái ông mất kia luôn ấy, thì họ bảo là cái này thì họ phải dừng nghỉ đã, không nhà họ cũng đang có việc thì họ không thể nên làm được đấy. Chắc là xung mà cô nhà này cái gì chắc cũng nhiều người hỗ trợ. Không phải ít đâu, không phải là tần nhiều người thế. Thì cô này được nhỉ. Cái nhìn người bé bé mà cô khỏe phết nhỉ. Phẫn một đấy. Đây là thành tất cả ấy. Nói thế em ngại quá. Em ra lúc nào mà cuốc mệt mệt thì ra cầm máy quay ra để anh đi thay ca nhá. Được. Và bây giờ em sẽ cầm camera men để cho anh Quyền đi vào thử các bác nhá. Bây giờ em sẽ cùng em cấy làm nền nhà các bác ạ. Trên này đúng là tim ngố rừng luôn. Mà em tim ngố rừng cái nhà hôm nào anh làm nhà em phải đi hộ anh nhá. Vâng vâng vâng. Đấy. Mà ở dưới quê của anh là đào nhà như này là ở đất ở đấy đó, bàn của mình chỉ cần sang sang cái là xong hay là vẫn giống em ạ. Nó mà không có đá nhiều. Vâng. Đá ở chỗ của anh là ít hơn. Dạ. Thì là không có đá nhiều, chỗ này không có đất hơn chỗ này nhiều. Vâng. Em hiện làm cán cuốc xong chưa? Xong thì ra đây hộ em cấy sau này, em cấy lấy được vợ, em cấy rủ cả vợ đi sang hộ mình ấy. Vâng. Cái đấy là chuyện đương nhiên rồi, phải giúp nhau chứ. Để cả xa thì vẫn phải đi hộ chứ. Đúng rồi. Vì anh ra hộ em trước mà. Ờ, đã là anh em. Bây giờ anh em mình cầm đi với nhau dài nữa em ạ. Đúng rồi. Đây là những thành viên của Tim Ngố Rừng các bác nhá. A Quyền Canada này. Em cấy cô đơn này, Asimov Côi các bác. Hạc huyền Canada. Quyền đấy anh muốn đặt cho tên có đẹp không? Quyền đấy. Quyền Canada. Quyền với cấy cô đơn. Sùng éo lê. Sùng éo lê. Ba anh em mình mỗi người có một cái biệt danh khác nhau. Mỗi người có một cái tài lẻ khác nhau nữa. Cũng phải khác nhau chứ. Nhưng mà mình đi với nhau nó kết hợp với nhau nó thành một cái nó thành lý. Đúng rồi. Nói chung là phải cần như thế, còn nếu mà bởi vì ví dụ như ba anh em mà đều là chung là một cái như tem ngố rừng mà thiếu anh thì cũng không làm được. Đúng rồi. Mà thiếu em thì anh cũng không đi làm được. Đúng rồi. Đấy, cho nên là anh em mình kết hợp với nhau mới làm được em. Đúng rồi. Cái này thì đấy là việc lớn mà anh. Cái ta mà việc lớn thì nói chung là cũng phải có sự góp sức của đa người đi, nhiều người đi mới thành công được. Còn nếu mà ba anh em mà cuốc thì anh Quyền cho mấy ngày thì xong. Ê, chỗ này mình phải làm tầm khoảng mấy một tháng đấy nhỉ. Đây rồi, biển là bắt đầu xuất trình rồi đó. Ok. Đây là thành phẩm của để em thử thế nào. Thử ấy. Cái của chị Yến nha. Sau này nha, phải cầm cái cuốc này phải nhớ đến chị nha, cái nha. Vâng. Cuốc này sướng nhỉ. Sướng đấy. Sướng. Anh không thấy sướng mấy đâu, anh chỉ thấy mệt thôi em ạ. Nhưng mà thật ra mình cuốc nó Yến bao cuốc thôi. Nó sướng đấy. Cái này có được lấy ra không cái? Dạ. Cái này không, mình vẫn để đây thôi. Đây là bây giờ xong nè à? Đúng rồi. Với lại khi mà mình đòn này bán mình mới để đây mà. Đổi cuốc đi xin ơi. Vâng. À, cái cuốc nha, để anh cào đi. Bởi vì cái cuốc của anh nó không cuốc được. Như nào, đây á? Ờ, em bổ, em cuốc xuống đi để anh cào đất nó đi ấy. Vâng. Mai là cái chỗ đất này nó không có đá mấy. Đá xẻng em phát làm cho cái nhà. Còn, dạ. Như ở trên kia, vâng. Đá như này là không đào được đâu. Vâng. Đủ sức người là không ăn được nó đâu em ạ. Cái bắt đầu san thì nhà là nhìn mà là hông 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 ơi.
bỏ dép đồng hoàng đấy. Giống như ví dụ như các anh cũng thế thôi, các anh nếu mà được một cái gì mà to to cũng như là hôm nay bố vợ cũ mà quay xe ra đây để nói thì cũng kệ thôi nè. Đúng rồi, hôm nay bố vợ là phải nhìn em bằng ánh mắt khác đấy. Thế là từ hôm mà anh em nói chuyện kia xong thì bố vợ còn nói gì không? Không xong nó toàn là không kiểu đi xa rồi. Ông đấy thì không chia tay bố vợ thành công rồi đúng không? Đúng rồi, không ông đấy không có việc đi qua bản bên này nữa. Vậy thì đi, mình đi xa mà có phải như thế đâu, mình đi 20-30 cây cơ mà. Cái gì cũng một tí, cái quốc đấy một tí cũng lâu lắm không được quốc đất rồi nhỉ. Đúng rồi. Oh. Nhưng mà xuống dưới kia chắc nóng hơn ở trên này á nhỉ? Nóng quá nhiều, nhiệt độ ở dưới kia cũng 27-28 mà nó ít thôi, tầm 40 độ. Nhưng mà 27-28 là ở trong nhà thôi nhá, ra ngoài thì mình em chưa đo thử thì em cũng biết. Ba bốn người cào thì chắc là tầm khoảng 4-5 hôm các bác. Hơi mệt rồi, giờ cũng đã trời tối rồi. Thế anh Sùng này, phải đợi anh Giang, có gì anh nghỉ đây nhỉ? Nhưng mà làm cố thêm một tí nữa, dù gì nữa, có thể các bác nhìn trong màn ảnh ấy thì nó tối thì anh em mới phải soi đèn thôi, nhưng mà giờ ở đây nó vẫn còn hơi mịn một tí, các bác thì vẫn còn nhìn được. Chắc anh em mình cố trong khoảng 5-6 phút, mười mấy phút nữa. Nhưng mà phần trên này xong thì anh chị đi còn đường đi xa nữa mà. Thế thôi, anh em mình cố đến đây thôi. Đi vào trong nhà để chuẩn bị các thứ rửa chân tay đi thế. Vâng, tối rồi, tối. Cái bóng đèn của em có xa không đấy? Bóng đèn của em... Thôi, nghỉ đi. Để ngày mai làm tiếp. Mệt các bạn. Cất đây thôi. Một con này thì chắc không vấn đề đâu. Đây là ba lô này. Cất đi luôn này. Chắc phải ngủ ở đây với em cấy quá. Mệt các bác ạ. Em đi đón con à? Vâng. Với cái mùa này thì... Đào ra đêm một giờ. Cái cái. Đó xẻo á. Ừ. Bé quá không? Em bé, nó thôi. Gấp gáp thì thời gian gấp thì... Được. Nói chung là thời gian ngày gấp gáp đấy các bác, cho nên là anh em mình phải làm cố được các bác ạ. Buổi sáng thì mấy anh em mình còn chạy là lên hoàn cảnh ở trên Mèo Vàng nữa, là ba cháu nhỏ một cô ấy, cho nên là buổi chiều anh em mới lên trên này được. Thì mong các bác thông cảm, toàn là ghi hình vào buổi tối, những ngày buổi tối ở trên nhà em cấy. Bây giờ thì nước còn không? Dạ. Còn nước không? Nước còn. Thế thì nấu cơm đi. Cơm xong nằm mỏ. Nó cơm xong nằm mỏ xong anh em mình cũng mới đi về được các bác. Đói rồi. Uống nước đã. Đấy nhá, đồ đạc thì nhớ là trong ký vào nhá. Vâng. Bây giờ thì có thể là sẽ cho anh em mình nhóm bếp đã. Nhóm bếp xong là thổi cơm các bác. Thổi cơm thì ngồi nghỉ ngơi đã. Uống nước đi này. Sùng thế nào Sùng? Dạ. Thấy thế nào? Em cảm thấy hôm nay em làm em cái làm rất vui. Thế hai anh em học hỏi được kinh nghiệm nhau đi rừng chưa? Cái có chỉ chưa? Cái cũng có chỉ. Có chỉ cho tí. Đây. Cái bóng đèn này này, có thể là lấy cái bóng đèn này ra đây ngoài này thắp đi. Có sạc cái đèn không đấy? Cái đèn thì cũng có sạc thôi. Không sạc mệt nữa. Được. Thế, nay mai tự làm nha, phần tái còn lại kia. Ngồi nghỉ ngơi tí đã các bác, xong anh em mình sẽ nấu cơm. Mệt đấy. Thật sự là nếu mà hôm nay mà đúng ra là mà theo lịch ấy các bác thì là hôm nay sẽ là ngày mà nhưng cái khởi công rồi, đào nền rồi, đã có hàng xóm đến giúp rồi, nhưng mà nó là một chuyện không ai muốn cả. Đó là ở trong làng này đã có người mất,
cho nên là dân làng họ phải đi hộ nhau ấy các bác, cho nên là không ai hộ được em cái xa nền nhà cả. Thì họ cũng có nói với em cái rồi, có thể là ngày mai ngày kia này sẽ giúp em cái các bác nhé. Còn hôm nay anh em mình cũng giúp em cái được một tí rồi, có thể ngày mai anh em mình lên thì nếu mà người dân mà vẫn chưa xong việc thì anh em mình sẽ tiếp tục để giúp em cái thôi. Cái hôm nay dậy được A Sùng đi trèo cây chưa? Có kinh nghiệm thế nào chưa? Nhưng mà cũng phải cũng phải là thí nghiệm đó chứ. Thực hành. Nhưng mà em Sùng là chỉ bắt được ông Bác Hà đấy đúng không? Đúng rồi. Thế nhà Sùng giờ còn tồn mấy lít nữa mà nó hoa Bác Hà ấy? Thì đứa chữa thì em... chắc không tồn đâu đúng không? Không có đâu đúng không? Còn nữa. Bởi vì là em vẫn ở thì vẫn có, bây giờ em đi xuống dưới kia làm gì người ta bảo em đi làm dưới kia thì giờ này thì em vừa về chưa tìm được. Thế thì để mua sau lấy thôi. Bây giờ là tháng 4 rồi. Tháng 4 thì tháng 9 thì hoa bạc hà nó bắt đầu nở. Nó bắt đầu nở rộ vào từ giữa tháng 9 các bạn. Hoa mà đó hoa bạc hà ấy. Hoa bạc hà thì nó bắt đầu nở rộ vào tháng 9. Thì bắt đầu đến tháng 1 năm sau ấy các bác thì nó sẽ hết. Mệt đấy nhỉ. Thôi, nhóm củi đi. Nhưng mà Sùng đi lấy mật ong hoa bạc hà ấy thì gặp tồn to nhất là tầm khoảng được bao nhiêu lít? To nhất thì cũng 3 lít thôi. Bởi vì là mật ong hoa bạc hà nó làm tổ bé các bác, nó không làm tổ to như ông khoái. Nó làm ở trong cái hấp đá thôi thì là tầm này thôi thì ít cũng ít thôi. Tổ nào to ấy thì có thể là được tầm khoảng 5-6 lít đời, vì là trước em có đi cùng em Xính với em thợ đấu mà hoàn cảnh ngày xưa anh Huân từng giúp cái ngày đầu tiên mà anh Huân bắt đầu làm YouTube thiện nguyện này các bác, thì là em có đi cùng hai em ấy thì được có một tổ là được hình như là mấy anh em mình có vát ra thì được 7 lít hơn một tí thì tổ đấy tổ to. Mình nếu là đi tìm ấy may mắn thì được cái tổ to thì lúc đấy mình được nhiều. Hôm nay chả biết là A Cái Cô Đơn sẽ đãi những món gì cho anh em. Con thì chắc là một tí nữa mới đi đón cái. Hôm nay qua bên đấy em về đi bảo là chụp em đi đón rồi, nhưng mà con ở chị ấy bảo con đang ngủ thì vừa ngủ thôi thì lúc này cũng bảo là thế cho nó ngủ được rất thế thì một tí nữa đi đón. Ngủ rất là về là tí là nó nhíu thôi. Ở trong này là gì ạ? Cái trong thùng này này cá rửa bát đũa bát đũa là để trong này đúng không? Còn đây hai bao gạo hôm nọ các bác có gửi đấy thì là anh em đã mua lên cho ông cái rồi. Nói chung là đồ nhà mình thì mình tự quản thôi. Vâng, bây giờ còn cá là chờ để anh em ra hộ đó là chẳng mới rồi mới rồi. Hôm nọ các bác em Giang có đi mua cái nồi này các bác, thì các bác cũng có nói nhưng mà cái nồi này thì nó vẫn dày nha các bác nha, nó không phải là mỏng đâu. Có thể là nếu mà nấu cơm thì nó chỉ bị 1-2 hôm đầu thì nó sẽ bị hơi cháy ở dưới một tí, nhưng mà mong các bác thông cảm, bởi vì là anh em mình phải cân đối ấy, các bác, thì anh em mình mua những cái nào mà phù hợp với số tiền thôi. Cái này cái nồi gang kia thì nó đắt lắm các bác. Nếu mà cái loại rẻ hơn, cái loại 400 thì là nó bé, thì sợ hôm nào mà tầm khoảng 15-20 người đến giúp nhà em cấy ấy, thì không có nồi để nấu cơm ấy, cho nên là anh em mình quyết định là anh em mình sẽ mua cái này, bởi vì là nó cũng không mỏng đâu các bác, cái này nó rất là dày. Đấy, cho nên là nấu nó không sao. Rồi anh em mình sẽ đun bếp để nấu cơm, ăn cơm cùng bố con em cấy luôn. Bé Tùng thì chắc là một tí nó mới đi đón. Con em ấy nhiều lúc mà ngủ không được rất là kiểu như... Đúng rồi. Lần này thì do thay đổi thời tiết ở trên này các bác, cho nên là hơi bị khụt khìn một tí. Đổi hết cả giọng ở đâu hết họng rồi các bác. Từ lúc mà bị Covid xong thì ấy lắm. Cũng chưa khô hả mấy đấy, vì mình đốt củi đấy thì nó nóng ấy. Ôi giời ơi. Cái đấy là rau gì đấy, đi xin rau gì về đấy? Rau xà lách. Thế bắp cải đi đâu xin về? Dạ. Bắp cải Bắp cải thì
Anh dình anh là man cho một khoảng, à, hai bố con ăn. Anh chủ đất á? Vâng. Tớt thế nhỉ? Thế hôm nay ăn rau gì được? Select thì ăn sống thôi. Còn đến ăn rau cải đi. Nấu cải đi. Ờ, các bác thân mến thì đây bên đây. Đây là nồi cơm này. Anh em mình đang nấu cơm xong xong rồi các bác. Cái chậu đâu? Ây da. Cái chậu. Chậu kìa. Phải dùng cái chậu này, chậu này, chậu nước sạch. Chậu này. Lấy chậu nào cũng được mà. Ờ, lạnh quá các bác. Ở trên này thì tầm giờ này nó lạnh lắm. Thế mà thanh niên Sùng vẫn còn mặc áo ngắn tay được. Anh em mình vừa làm. Vừa làm rồi thì chả thấy đơn khi dết bé. Mình mà ở đây kiểu nói chuyện như này thôi thì nhiều khi tí sẽ lạnh nó. Ở trên này rất là lạnh luôn các bác. Bây giờ là nấu cơm gần chín xong là tí nữa em đi đón con về nhá. Con về ăn cơm nhá. Vâng, cái này thì em phải đón con về chứ. Con cho con cùng explore sữa. Uống sữa xong đi cho con ngủ không? Con ngủ đó. Bình sữa là mang đi cho chị kia luôn rồi đúng không? Em mai bảo là về con cũng chưa xác định là xuống nhà anh chị thì sẽ bao lâu ấy. Ừ. Thì em bảo là cứ cần cho tạm bình sữa để nhớ nữa là bây giờ chị thì bây giờ nó tức là con tần như con nhưng bây giờ là cay sữa rồi ấy. Nó cũng còn con của chị kia là cay lâu rồi sao là bây giờ kiểu sữa là mình cay được một thời gian để kiểu cái gọi là cái ti của mình là lớp đấy nó không có sướng ấy rồi. Thế là người ta cay lâu thì lớp đấy không có đâu. Ơi xà. Cái này ăn cả mắm với bắp cải nhỉ? Cả mắm thôi, không ăn thịt gà nữa. Còn gà bản nữa các bác, gà marathon thì để mấy hôm nữa ăn sau. Bởi vì lâu lắm em Giang, mấy anh em trong team cũng không được ăn cả mắm rồi. Hôm nọ thì ăn trên nhà em Sùng một bữa. Thì hôm em Sùng về ấy, em Sùng có mời cơm nên em Sùng cũng có mời anh em. Sùng lại nhớ vợ rồi ạ? Không. Sao không nhớ vợ? Thì em đi làm với em cái thì em cảm thấy là vẫn nhớ ấy. Nhưng mà mình đi làm nữa thì mình cũng phải có tâm sự tí không sao hết. Bởi vì là mình làm ở đây là mình làm gần nhà đúng không? Đúng rồi. Đấy, mình làm gần nhà cho nên là làm gần nhà thì nó sẽ đỡ hơn, nó không bị nhớ vợ con nhiều bởi vì là lúc nào mình muốn về thì về. Nhưng mà bây giờ nhá, anh phải nói nhá là phải kế hoạch nhá, anh phải nói trước nhá. Đừng có hai tháng sau lại bảo là anh Giang ơi, vợ em lại có tin vui rồi, anh được làm bác rồi thì chí à em rồi. Khi đó này em về em cũng thèm nhưng mà thật ra là em cũng dùng cái chống lại mà cũng có con đấy. Có nghĩa là em về em vẫn thèm à? Đúng rồi. Thôi, biện pháp gì thì cái này thì mình hỏi làm cái gì, mình chỉ biết là thầy Sùng là nói như thế rồi là mình anh em mình cũng mừng rồi các bác. Thì em cũng định là để con tính tầm 8-7 tuần thế khi em có nữa. Ừ. Thì lúc trước thì không biết nghĩ nên em đã chút đẻ con này thì bây giờ em cảm thấy em cũng không làm ra gì để cho con nữa thì em chỉ để con này để tầm 7-8 tuổi thì em bây giờ thì anh Huân đã cho em để em đi cùng em cái và anh Quyền thì em kiếm được tiền nhiều thì đẻ. Bao giờ kiếm được nhiều tiền thì đẻ đúng không? Ấy thanh niên này có một suy nghĩ thì kiểu là em Sùng ấy các bác thì cũng đi ra ngoài để đi làm dưới kia rồi thì cũng nói chung là cái này thì em Sùng sẽ tự ý thức thôi. Em Sùng cũng tự ý thức rằng là bây giờ hiện tại gia đình mình không có gì đúng không Sùng? Đấy, cho nên là mình phải làm gì thì làm, mình giữ một tí. Đấy, bao giờ con nó lớn rồi, Pà ấy, tên là Pà đúng không? Đúng rồi. Đấy, bé Pà lớn rồi. Thì lúc đấy mình đẻ thì chả ai nói cả. Còn cái việc sinh đẻ thì anh không cấm, nhưng mà hiện tại thì hai vợ chồng đang khó khăn đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì cho nên anh khuyên thế thôi, em nghe được thì được, không được thôi, nhưng mà em giỏi hơn anh rất là nhiều. Em Sùng là sinh năm 98, còn em Giang là sinh năm 97 các bác. Em Giang năm nay 25 tuổi rồi, còn em Sùng là 24, nhưng mà em Sùng nhưng mà thật ra em đấy, bé hơn nhiều nhỉ. Đấy, em Sùng là hơn em Giang rất là nhiều, là lấy vợ được mấy năm rồi. Em lấy được 2 năm, hơn 2 năm. Ừ, hơn 2 năm, gần 3 năm đúng không? Đúng rồi. Đấy, anh năm nay đầu năm anh vừa mới lấy thôi. Vâng. Thế là em là lấy vợ đúng tuổi 22 đúng không? Đúng rồi. 22, đâu 21 chứ, 21 hơn là lấy rồi. Ở tuổi 21 mà lấy vợ thì bây giờ con được bao nhiêu? Con được hơn tuổi rồi đúng không? Gần đúng 2 tuổi. Có nghĩa là vừa mới lấy phát là có con luôn. Anh Sùng à, anh Sùng. Thôi em... Đi, anh ngồi đây đi.
Sơn học tính ra thì sẽ hơi em... Mấy tháng đúng không? Vâng, mấy tháng. Mấy tháng rồi đúng không? Hai anh em là... Năm sáu tháng rồi đó. Ờ. Thì... Nhưng mà anh mấy anh em là giỏi hơn anh rất nhiều. Đấy. Nhưng mà làm gì thì làm. Trước khi mình muốn lấy vợ ấy thì phải mình phải suy nghĩ kỹ đã. Đúng rồi. Đấy, như anh là anh phải 25 tuổi, anh 25 tuổi anh mới lấy cơ đấy. Năm nay anh tròn 25 là anh lấy tuổi là hợp lý, lấy hai vợ là hợp lý rồi. Thì lúc đấy thì như là theo người vùng cao thì không biết à thì không đi tìm hiểu nhiều ấy, thế chỉ biết là yêu rồi lấy thôi. Ờ, nhưng mà sau này nhá, đến đời con mình là không bắt con lấy chồng lấy vợ sớm thế đâu nhá, cái nhá. Đấy, bây giờ đi theo các anh rồi. Ít nhất cũng phải cho con tầm 20 tuổi đi. Đúng rồi. Con cả con gái thì 20, con trai thì 23, 24. Anh nghĩ rồi. Bây giờ nó không ế nữa đâu, nó không phải ế mình cả đời đâu, cứ cho nó tầm khoảng 25 22 tuổi thì bắt đầu lấy vợ lấy chồng là được. Đấy, không nhất thiết là phải 20. Vâng, chị cho tròn đời rồi. Mấy bọn gái xong. Chị phải nhờ chị nấu cơm hộ. Đúng rồi, bởi vì là trong team mà có một người phụ nữ ấy các bác thì thật sự là nó sẽ khác hơn mấy anh em mình đi. Như ở nhiều video thì anh em mình cũng đã chia sẻ rồi. Đấy. Những hôm mà đàn ông con trai mấy anh em đàn ông con trai tự đi với nhau nhá thì là chỉ có luộc thôi. Đấy, cá đông lạnh cũng luộc thì chía rồi. Hôm nay thì hơi là ở dưới thị trấn ấy các bác, hơi nóng nhưng mà lên trên này nó hơi lạnh thì hơi bị nghẹn mũi một tí. Giống kiểu thời tiết nó thay đổi thông đúng như kiểu bị sốt ấy. Anh như kiểu bị sốt rồi. Nó trở lại trên này thì vùng cao này nó cái khí hậu cái này cái thời tiết nó khác. Hỏi lại cái một lần nữa, bây giờ chuẩn bị có nhà rồi có vui không? Hả? Cái này thì em đã nói nhiều lần đúng không? Cả là không biết diễn tả rồi cái này. Nhưng mà cuộc đời em dám tự nghĩ là từ lúc mà vợ em bỏ đi ấy thì em có dám tự nghĩ là em sẽ có ngày hôm nay không? Thật ra thì với cái mong ước cũng như là mong muốn thì cũng bảo là cũng sẽ có nhưng mà kiểu không có cơ hội. Đúng rồi, mình sẽ cũng không đủ khả năng đúng không? Đấy. Con ấy mà nó để cả giác nghĩ nhiều chứ. Đấy bảo là con ấy bây giờ mình muốn đi kiếm tiền để làm sao để xây dựng cái ước mơ cũng như là cái mong muốn của mình ấy. Nhưng mà không được, con vẫn còn đang nhỏ. Thì lúc đấy em chỉ nghĩ đơn giản là cứ cố gắng chăm con một thời gian đó. Và cũng rất là may mắn là chăm con vượt qua được là tính ra thì được 5 6 tháng ấy. Thì lúc đấy gặp anh chị thì thật sự cũng có một cái cũng như là thật ra thì nhiều khi em còn nghĩ mà là cảm thấy là cái quan trọng là mình sống đúng là được và giống như ngày hôm nay có anh chị giúp đỡ em là cảm thấy mình sống đúng là cũng chắc chắn sẽ có cơ hội để mình xây dựng cái mong muốn của mình thôi. Còn Sùng thì giờ nhá, nhớ đấy, đừng có mà đi làm xa nữa, không lại bị lừa là không gặp được anh Huân thứ hai nữa đâu em. Có một anh Huân thôi, không gặp anh Huân thứ hai đâu. Mà bây giờ, ý là thế em thì nói chung là trước mà chưa lấy vợ thì lúc đấy em đi một lần ở dưới kia thôi, nhưng mà cũng chưa gặp cái trường hợp nữa nhỉ. Ở dưới kia người ta đa số bị lừa là nhiều nhỉ. Nói chung là... không phải là miệt thị như thế nào đâu nhá, nhưng mà người vùng cao mình xuống ấy, nhất là mấy em dân tộc Mông ấy, nói chung là người đồng bào thì không phải là miệt thị đâu nhá các bác nhá, cái này là em chia sẻ thật. Thì xuống kia làm công ty thì hầu như là toàn bị ăn cắt giảm lương thôi, có nghĩa là đi qua môi giới ấy các bác. Thì một ngày ví dụ như anh em mình đi làm đúng không, thường tăng ca một ngày 12 tiếng thì sẽ được 250 một ngày. Đấy, tính lương nó 250-300 nhá. Đấy. Nhưng mà đến lúc mà nó cắt giảm đi hết này, từ người này mua giới cho người kia, từ người này đến người kia thì có thể là đến tay mình nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng mấy chục nghìn thôi. Đấy. Còn như ngày xưa anh đi làm thì cũng một đợt cũng như thế. Đấy, là cũng như thế luôn. Là đợt đấy là anh vừa mới ra trường thì anh chưa có về trên này, anh chưa có về trên nhà ấy, thì anh cũng đi làm công ty thì cũng kiểu là bị mua giới ấy. Thì một ngày anh cũng chỉ làm được, căng nhất là anh chỉ làm được 80 nghìn thôi mà, 70-80 nghìn thôi, cũng nó không có đủ tiền ấy. Một ngày làm 12 tiếng. Thì bây giờ nhá, thì nó tự ông này đúng không, bắn cho ông kia, ông này bắn cho ông kia đúng không. Thì đến lúc mà đến lương đến tay mình thì nó làm gì còn gì nữa đâu. Đúng rồi. Đấy, cho nên là làm gì thì làm thôi, làm việc ở gần thôi. Đấy, mình là người trên này thì mình cũng cố kiếm việc gì làm ở trên này thôi. Trước nha, em, nó thật ra là từ nhỏ đến lớn này, cái đời mà chưa lấy vợ em đi một lần gì kia, đúng ra mình em đi được gần 5 tháng rồi đó, nhưng mà thật ra
sinh hoạt mọi cái nó cũng trừ, và đây là tiền đi lại nó cũng trừ, khác mọi cái nó cũng trừ, thì tính ra em cần cái lúc mà về gần được 6 triệu, và từ kiểu như là coi như cuộc đời của mình là gần 6 triệu đấy là tiền căn nhất kiểu mình được cần trong tay mình. Trong này đến lúc đấy mới lấy vợ được đúng không? Có 6 triệu về thì mới tán được vợ đúng không? Thì xong là đến cuối cùng mà đẻ con ra rồi thì vợ thấy là nhà hoàn cảnh quá, nó chỉ ở nhờ nhà anh trai thôi, thì lúc đấy vợ mới bỏ đi đúng không? Thế nó sẽ là nảy sinh ra câu chuyện như thế. Cho nên là giờ anh bảo rồi, lấy vợ thì phải xem là nó có chịu được với mình hay không. Có thể là bây giờ em làm nhà xong em đổi đời rồi đúng không? Thì sẽ có rất nhiều người muốn theo em, nó muốn lấy em đúng không? Nhưng mà mình cũng phải xem xét là nó có yêu thương con mình hay không đúng không? Đúng đấy, thì phải xem kỹ vào. Đừng trước, có bột chột nữa. Đúng rồi, chưa vợ em trước kia em tán được có gần nửa tháng rồi, còn chưa hiểu nhau ấy. Gần nửa tháng mà đã lấy rồi. Gạt nhau rồi, thích nhau rồi. Cứ kiểu nhìn nhau đúng không? Tìm hiểu đi. Cái lúc đấy là tình yêu sét đánh không? Xoẹt một cái rồi không? Nhìn hai ánh mắt hình viên đạn ấy. Ánh mắt hình viên đạn chạm vào nhau cái không? Thế cuốt luôn đúng không? Lấy luôn đúng không? Không tìm hiểu gia đình đúng không? Nhưng mà cho đến cái thời điểm mà vợ bỏ đi sống cho tới ngày hôm nay, thật sự là rút ra được một cái kinh nghiệm đó là thôi phải, nếu mà sau này cũng như là sẽ, nếu mà có thì sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đấy. Thế, tìm hiểu kỹ thôi nhá. Và kiểu yêu nhau cũng phải lâu, thời gian lâu mình mới cưới cũng như là mới lấy nhau. Thì ok. Không phải không hiểu nhau, nó thật ra có nhiều cái cuộc sống nó có nhiều cái thì nhiều lúc vợ lại không kiên trì được ở với mình. Đúng rồi. Đây các bạn ạ, thì anh em mình cũng đã chia sẻ rồi. Hôm nay thì lúc buổi chiều nay thì cũng khá là muộn rồi. Anh em mình lắp tét các thứ xong thì cũng khá là muộn rồi. Anh em mình bắt đầu nào nền cho em cấy một tí, bởi vì là sáng nay bảo xuống nhưng mà em cấy lại bảo là kiểu là có người tối hôm qua, nói là từ tối hôm qua các bác nhá. Tối hôm qua anh Huân bảo xuống nhưng mà xuống đến kia thì là cũng muộn đấy, bởi vì là đường nó đi lại nó xa xôi ấy các bác. Đấy cho nên là nó mất thời gian, xuống đến kia thì là các cửa hàng đóng cửa hết rồi, anh em không có mua được. Đấy, quay lại em cấy lại phải quay lại xong là đến lúc sáng nay thì lại trong làng lại có người mất, thì em cấy lại phải mất một buổi sáng rồi, tận trưa đầu giờ chiều em cấy mới xuống thì mới lại mua đồ xong rồi mới bắt đầu lên trên này lắp tét, thì cũng không có ai giúp cả, chỉ có mấy anh em tự đào với nhau thôi. Hôm qua, bởi vì hôm qua là cũng được một ngày đẹp rồi đúng không? Vâng. Đấy, được ngày đẹp rồi cho nên là anh em mình cũng phải cùng nhau hộ nhau để đào san nền một tí đã. Trước mắt thì nếu mà chưa có người hộ ấy thì anh em trong team sẽ lên trên này phụ em cấy để em sùng nữa, thế hộ em cấy bao giờ làm xong nền nhà thì thôi. Đấy, còn nước nuôi thì ok rồi các bác. Đấy, hôm nay anh em mình đến trên kia để căng bạt để hứng nước mưa, rồi có thể tối nay cũng, nếu mà cũng chẳng biết là nó có mưa hay không, nếu mà mưa thì chắc chắn nó sẽ được nước rồi. Yeah. Bởi vì là cái tét kia thì anh em mình cũng có mở miệng nó ra rồi thì chắc là nó cũng được nhiều, không được nhiều thì cũng được ít rồi. Đấy. Vậy một phần là nếu mà em cảm thấy là gấp quá, nếu mà gấp quá không kịp thì nhiều lúc là em sẽ dùng xe để chở được. Ôi chở nhiều quá không được đâu em. Có thể là nếu mà những ngày như thế này thì chở 1-2 can về nấu cơm thì được ok, chả sao cả. Nhưng mà đến lúc mà khi mà bắt đầu đúng không, đặt cái viên gạch đầu tiên này, làm cái móng đầu tiên đúng không, đúng đấy, thì mình phải cần nhiều nước chứ, mình còn đào vữa nữa cơ mà, mình làm gì chở hết được đúng không. Kể cả có 10 xe đi chăng nữa thì một ngày thì chở được bao nhiêu chuyến cho lắm đúng không. Đúng đấy, cho nên là nguồn nước thì cũng sao, tầng 2-3 cây thì mình đi cũng sao. Nguồn nước mới này ở đoạn nào? Xa đi tầm 4 cây không? 4-5 cây không? Chắc phải hơn 5 cây chứ. Thế thì đi xe máy thôi, không thì đi bộ được. Đúng rồi. Các bác thân mến, thì có lẽ là cái video này em Giang xin phép là kết thúc cái video tại đây để anh em chuẩn bị ăn cơm thôi các bác. Thì... phải cố gắng ăn cơm. Đúng rồi, chắc chắn là phải ăn cơm. Bây giờ sẽ cho em cái đi đón con á, hoặc là về anh em sẽ đợi nhau để ăn cơm luôn các bác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo trên kênh Ahuan Team và Ahuan TV các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo trên kênh. Xin chào.